Thưa quý vị, chiều 22 tháng 6 năm 2022, bà Đặng Thị Hàn Ni cho hay đã gửi đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 5 cá nhân mà bà cho rằng có vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Theo bà Hàn Ni, năm 2021, bà có đơn tố giác và đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương khởi tố Nguyễn Phương Hằng về các hành vi làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đồng thời, bà Hàn Ni cũng gửi đơn tố giác tội phạm về các hành vi vừa nêu cùng hành vi đe dọa giết người đối với Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 22 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Dương cũng khởi tố vụ án liên quan 6 cá nhân tố giác tội phạm đối với bị can Hằng. Ngày 18 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Dương có quyết định chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Hằng để nhập vào vụ án mà công an thành phố Hồ Chí Minh đang khởi tố điều tra. Thưa quý vị, theo bà Hàn Ni thì trong quá trình thu thập củng cố tài liệu chứng cứ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh về việc tố giác tội phạm đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, bà nhận thấy có một đội ngũ ekip hùng hậu hỗ trợ giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Phương Hằng thực hiện hàng loạt buổi livestream đưa thông tin sai sự thật mang tính chất làm nhục, xúc phạm, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức cá nhân, trong đó có bà Hàn Ni. Vì vậy, bà Hàn Ni đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố các cá nhân gồm bà Lê Thị Thu Hà là chủ tài khoản TikTok Hà Ly 2211, Facebook Hà Ly, fanpage Hà Ly, bà Nguyễn Thị Mai Nhi là chủ tài khoản TikTok Neo My TV, Facebook Hoàng Nhi, fanpage Hoàng Nhi và ông Huỳnh Công Tân, người đóng vai trò MC dẫn dắt trong các buổi giao lưu trực tiếp của Nguyễn Phương Hằng và gần nhất là buổi sử dụng tên của các cá nhân có mâu thuẫn để gọi tên các con vật diễn ra tại khu du lịch Đại Nam và được phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, bà Hàn Ni cũng đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố ông Đặng Anh Quân, người tham gia các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng với tư cách cố vấn pháp lý cho bị can này và ông Võ Minh Điền, chủ kênh Điền Võ Vlog, tự xưng fan chính nghĩa ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Theo bà Hàn Ni, đối với ông Võ Minh Điền, người này đã dựa trên những thông tin mà bị can Nguyễn Phương Hằng và khách mời nói về bà, sau đó liên tục trong các buổi livestream cá nhân sử dụng những lời lẽ thóa mạ, thiếu văn hóa để chửi bới, xúc phạm, vu khống bà Hàn Ni. Cũng theo đơn tố cáo của bà Hàn Ni, ông Võ Minh Điền chính là người trực tiếp tham gia cùng bị can Nguyễn Phương Hằng và rất nhiều người khác tụ tập xuống nơi cư trú của bà Hàn Ni để gây rối an ninh trật tự. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.